Thưa quý vị, liên quan đến thông tin Ấn Hoàng đế Chi Bảo của Triều Nguyễn được mang ra đấu giá tại Pháp, ngày 7 tháng 11 năm 2022, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Nguyễn Văn Phương đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị đồng ý chủ trương xã hội hóa để tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với các bộ ngành trung ương vận động nguồn lực cho Quỹ Bảo tồn Di sản Huế hồi hương cổ vật Ấn Vàng Hoàng đế Chi Bảo. Cụ thể, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương huy động nguồn lực xã hội hóa cho Quỹ Bảo tồn Di sản Huế và sử dụng nguồn lực từ quỹ này để thương lượng với nhà đấu giá Milong tại Pháp kịp thời mua lại Ấn Vàng Hoàng đế Chi Bảo. Tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị Thủ tướng đồng ý chủ trương vận động các nhà hảo tâm, các tổ chức yêu quý di sản, thương lượng để mua lại Ấn Vàng Hoàng đế Chi Bảo để đưa về nước, góp phần bảo vệ, gìn giữ và phát huy giá trị di sản quốc gia. Công văn cũng đề nghị Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương giao cho Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch, Bộ Ngoại giao phối hợp hỗ trợ Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và các tổ chức cá nhân thương lượng với nhà đấu giá Milong để mua lại Ấn Hoàng đế Chi Bảo. Trước đó, như báo Thanh Niên đã thông tin, hai bảo vật Triều Nguyễn gồm Ấn Vàng Hoàng đế Chi Bảo và chiếc bát vàng được đưa ra đấu giá vào ngày 31 tháng 10 tại Pháp. Sau đó, nhà đấu giá Milong thông báo hoãn việc bán món cổ vật tới trưa 10 tháng 11 để phía Việt Nam thương lượng. Ấn Vàng Hoàng đế Chi Bảo được đúc năm 1823, thời vua Minh Mạng, chất liệu bằng vàng, nặng 10,78 kg. Ấn được truyền từ đời vua Minh Mạng đến vị vua cuối cùng nhà Nguyễn là Bảo Đại. Sau đó, vua Bảo Đại bàn giao cho chính quyền cách mạng trong lễ thoái vị ngày 30 tháng 8 năm 1945 tại Ngọ Môn Huế. Cuối năm 1946, khi Pháp quay trở lại Việt Nam và đưa quân vào Hà Nội, bộ Ấn Kiếm đã bị thất lạc và rơi vào tay người Pháp. Đến ngày 8 tháng 3 năm 1952, Pháp tổ chức nghi lễ trao lại Ấn Kiếm cho Bảo Đại tại Đà Lạt. Khi đó, với tư cách quốc trưởng của một chính phủ được ông đại diện thành lập năm 1948, bộ Ấn Kiếm sau đó được Thứ Phi Bùi Mộng Điệp mang sang Pháp cho gia đình Bảo Đại từ đó đến nay. Những thông tin mới nhất sẽ được báo Thanh Niên cập nhật tại thanhniên.vn. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký theo dõi và ấn vào nút chuông để theo dõi sớm nhất những tin tức trên kênh YouTube Báo Thanh Niên.